nhỏ đã thật sự khẳng định được bản thân, nói lên quan điểm của chính mình và thể hiện tinh thần đoàn kết trong tập thể lớp, trường. Con thấy rất vui khi được để trải nguyên nhí. Đoàn kết với tạo ra sức mạnh. Hôm nay tôi thấy các con thi tuyển rất là vui, rất là hào hứng. Các con đã làm bài rất là tốt. Bây giờ về con quay clip lên online rồi. Sĩ Tử Nhí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chính vì thế, các chặng lớn lại càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành thật tốt vai trò cầm cân đẩy mực trong trường thi của chặng Nguyên Nhí. Những cuộc thi gay cấn thử thách năng lực của các chặng lớn, nếu vượt qua, các chặng mới đủ khả năng làm chặng cho trận chung kết và năm tiếp theo. Trường thi chặng Nguyên Nhí khảo thí đã sẵn sàng với sự có mặt của quan khảo thí và 10 sĩ Tử Nhí. Chúng ta hãy cùng chờ kết quả của cuộc thi chặng Nguyên Nhí khảo thí nhé. Tử ơi, các sĩ tử ơi, mau ra đây nào, loa 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 loa, yeah, xin chào các sĩ tử. Và bây giờ là sự xuất hiện của các cha. Được rồi, để xem là các bạn ngày hôm nay cái độ tự tin của các bạn ấy đến đâu, và xem là các bạn ý có thể chiến thắng được các sĩ tử của chúng ta ngày hôm nay hay không nào. Rèn luyện một trí nhớ siêu phàm, các bạn phải nhớ các bước sau. Thứ nhất, rèn luyện thể dục thể thao. Thứ hai, thường xuyên ăn rau củ quả. Thứ ba, chăm đọc nhiều sách. Và thứ tư, không được quên giấc ngủ trưa. Mấy giờ rồi? Hơn 1 giờ chiều rồi. Đã quá giờ ngủ trưa, ngủ thôi các bạn ơi. Đang ở trường thi mà. Dậy đi. Tớ chỉ chợp mắt một lát thôi. Trong lúc đấy các cậu điều tra xem các bạn sĩ tử ngày hôm nay có thông minh hơn tớ nhá. Con đã học thừa dạng tham dinh dưỡng. Thịt, trứng là chỉ ăn hạn chế. Dầu mỡ không ăn hạn chế. Đường là ăn ít. Còn muối là phải ăn cực hạn chế luôn ạ. Gia đình con đã đi chơi ở biển nhiều lần rồi nên bà con với cả bố mẹ con hay bảo con là nên bôi kem chống nắng trước khi tắm biển là 15 phút ạ. Wow, đúng rồi. Này, tớ còn chả trả lời được ấy. Bạn là chàng cao lớn đấy, bạn ra đi. Kiểm tra tay nào, tay có bao nhiêu trang nào? Hình như không có vết gì ở tay này. À, vết ngực, đúng rồi. Mưa rông, mây sấm chớp đúng một phát, tớ phải đứng cạnh ngay cái cây cao nhất. Tránh mưa. Bạn biết yoga lâu chưa? Tớ muốn học yoga từ bạn ý. Ừ. Bạn Phương ơi, bạn dạy tớ với cả dạy các bạn ở đây một vài động tác yoga đi. Ôi giời, mời lớp trưởng. Các bạn có muốn bắt lớp trưởng làm thử không? Lớp trưởng cố lên. Ui, gì vậy? Sao đây? Tớ vừa mơ là trong chương trình ngày hôm nay tớ thua các bạn sĩ tử nhí. Ngày hôm nay để thắng các bạn nhá, tớ sẽ sử dụng đến chiêu thức cuối cùng. Cầm tớ cái vật công trí não. Hóa ra là chiêu thức này. Thế thì hãy xem chiêu thức của tớ đây. Đợi bỏ chân xuống đã được không? Chiêu thứ nhất, Kỳ Thi Hương kiểm tra năng lực. Yeah.
Và sau đây sẽ là kỳ thi hương. Các cậu có năng lực gì nào? Toán học. Wow. 1 + 1 là 2, 2 + 2 là 4, 4 + 1 là 5, 5 + 5 là 10. Trời ơi! Thiên tài! Quá thông minh! Từ trước đến giờ tớ thấy một chàng mà thông minh như cậu. Cậu thật là siêu phàm. Khả năng của tớ là tiếng Anh. Wow! Hello, good morning, good afternoon, good evening, good night. Yeah! Wow. Mọi người có hiểu bạn ấy nói gì không? Nào, ai hiểu giơ tay nào? Bạn quá siêu đấy, bạn nói tiếng Anh mà ai cũng hiểu. Khả năng tiếp theo. Sở trường của tớ lại là văn học. Wow. Tớ có thể ngâm rất là nhiều những bài thơ và tớ có khả năng nhớ rất nhiều những bài văn chương nổi tiếng. Ví dụ? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thiên tài. Thời gian có hạn, tớ chỉ đọc một bài thôi. Tớ sẽ đọc cho cậu vào những cái lúc khác. Thư ơi Thư, tớ có nghe mọi người kể là Thư học rất là giỏi toán văn Anh này. Thì trong tất cả các môn Thư học tại trường thì Thư thích học môn nào nhất? Tớ thích học tiếng Anh nhá. My family has 4 people. It's my parents, my brother and me. This is a picture about my family. This is me, this is my brother, this is my mother and this is my father. My family is so lovely. And I was know family is father and mother. I love you. Tớ nhà tớ thấy là mấy cái bạn học giỏi là không hiểu là các bạn ấy ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt như nào mà các bạn ấy giỏi thế nhỉ? Mà hình như là các bạn học giỏi là đi đâu đấy là hay mang theo túi sách để có thể mua sắm nhiều thứ hay sao nhỉ bạn Vinh nhỉ? Con có thể trình diễn những tiết mục khoa học thật thú vị và bổ ích. Này, giấc mơ kia có vẻ đúng đấy. Mơ gì đấy? Giấc mơ là các sĩ tử bé giỏi hơn rất là nhiều. Tiết mục khoa học của bạn sẽ liên quan đến tĩnh điện ạ. Đầu tiên là mình thấy bạn ấy bơm một quả bóng. Bơm bóng. Sau khi bạn bơm bóng xong thì bạn sẽ làm gì tiếp theo? Mình sẽ mổ quả bóng. Bạn ấy sẽ mổ quả bóng ra các bạn ạ. Wow. Mổ quả bóng thì mình nó sẽ chỉ nổ. Thôi ạ. À, chỉ buộc thôi. Mình lại tưởng mổ quả bóng ra. Bạn đang làm gì đấy? Bạn đang làm gì đấy? Mình đang tĩnh điện ạ. Bạn đang tĩnh điện bằng cách là bạn xoa quả bóng lên trên tóc của mình. Nhưng mà khuyến cáo nhá, từ sau nếu mà bạn thực hiện thí nghiệm khoa học này thì không nên vuốt keo nhiều, không là tóc cứng chọc nổ bóng đấy. Bây giờ mình sẽ di chuyển cái lông không cần đụng vào. Mà nhắc đến điện nhá, ở gần cậu này tớ sơ và tớ có bị giật không? Dạ, điện tích của cái này rất an toàn nên là có thể chạm vào và không thấy đau. Như vậy là chúng ta đã biết được khả năng của các bạn sĩ tử nhí rồi. Và bây giờ sĩ tử học nhanh, cậu có tự tin là có thể chiến thắng được các bạn sĩ tử nhí hay không? Hơi lo đấy. Và sau đây sẽ là câu hỏi. Có 9 chiếc bánh trong khay, có 3 bạn nhỏ, làm sao để chia cho mỗi bạn 3 chiếc bánh mà cuối cùng trong khay vẫn còn 3 chiếc bánh? Hết giờ. Sĩ tử học nhanh, mặt hoang mang lắm, bước lên sân khấu và chia bánh. Lớp trưởng cố lên. Lớp trưởng cố lên. Nào, bây giờ chúng ta lại cùng nhau chia bánh nhá. Bây giờ chia cho mỗi bạn một cái trước nhá, mỗi bạn cầm đi, đừng ăn vội nhá. Rồi. Thế mỗi bạn có một cái rồi. Bây giờ chia cho mỗi bạn thêm cái nữa này, chia đều nhá. Rồi. Cho bạn này cái to nhất này. Rồi, vậy là có 3 cái bánh trong khay. Mình để dành đây tí nữa ăn. Còn lại các bạn chắc chắn là có 3 cái rồi. Nhá. Đúng không ạ? Em chia luôn này, 3 cái ở trong khay, tí nữa các bạn ăn. Hợp lý. Như mọi người thấy là cái bài phân tích này vừa rồi, ngoài khả năng tính toán ra, chúng ta có thể thấy là dạy cho các em về cách nhường nhịn và chia sẻ cho nhau. Bên cạnh đó cũng là cách tiết kiệm đồ ăn. Các bạn có đồng ý không? Ui, đến cả đối thủ của tớ đồng ý rồi. Rất hợp lý. Đầu tiên tớ sẽ chia cho 2 bạn đầu tiên mỗi bạn 3 chiếc bánh. Đây, 3 cái, đúng không? 3 cái. Sau đó, tớ sẽ đưa chiếc khay bánh còn lại cho bạn cuối cùng. Vậy là trong khay vẫn còn thừa 3 chiếc bánh. Wow. Hay. Như vậy là cách của bạn Minh Thư
sẽ là cách chính xác nhất. Còn cách của Trạng học nhanh cũng chính xác, nhưng chưa nhất. Chưa nhất. Vậy là cả hai bạn đều được một điểm. Ôi, tớ vẫn được một điểm à? Hòa nhau. Chúng ta đã vượt qua câu hỏi toán học. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài, dã ngoại, xem là ngày hôm nay trong tình huống dã ngoại chúng ta sẽ có gì thú vị nhé. Ui dồi ôi, sợ thế. Cái gì đấy, cái gì đấy? Này, bật đèn pin lên đi. Chuyện gì đấy, chuyện gì đấy? Đâu, ma đâu, ma đâu? Ôi dồi, hết cả hồn. Không phải là ma à? Đâu có ma gì đâu, ba đứa mình mà. Hình như là chúng mình bị lạc rồi hay sao ấy. Này, 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 tớ bảo này. Hay là bây giờ nhá. Cậu là người thông minh, xinh đẹp nhất trong năm này. Cậu bây giờ cậu đi tìm một cái đường nào đấy để chúng mình có thể đường về nhà là trong tim ta. Ừ, phải đấy. Thôi, thôi ông ơi, ông nịnh lắm ông ơi. Thôi ông ơi, ông nịnh lắm ông ơi. Giờ hai ông thì to như này, tôi thì thân một mình con gái con đứa, bây giờ đi một mình tìm đường về lạc thì sao? Trong trường hợp cả ba đứa mình cùng lạc thì ba đứa mình phải đi với nhau với cự ly cực kỳ gần. Bởi vì nếu có sự cố thì còn hỗ trợ lẫn nhau được chứ. À, để tớ trèo lên cái tảng đá kia để tớ xem mà có con đường hay là có ánh lửa nào dẫn lối ta về nhà không nào. Mà cẩn thận nha. Tớ đỡ đá. Thấy gì không? Cái khu rừng này nó to mà nó nhiều cây mà nó rậm rạp quá, tớ chẳng nhìn thấy cái gì cả. Thấy gì không? Không. Không có một ánh sáng nào luôn hả? Không có gì cả cậu ơi. Ê, tiếng tôi vang rừng núi. Ui, mà đứng sao một lúc không ai trả lời. Mà đứng một lúc tôi thấy nóng quá. Có khi tôi nghĩ là chúng mình ý, cởi hết đồ ra. Ừ, đúng rồi, cho nó đỡ nóng. Chứ mặc thế này bị sốt đấy các cậu ạ. Ừ, cứ cởi đi thôi. Hợp lý đấy, rồi sau đấy mũi nó sơi cho. Mũi à? Ừ. Tớ rất là sợ mũi. Tớ cũng bởi vì mũi mà hút hết máu của tớ thì tớ sẽ gầy ơi là gầy. Gầy ơi là gầy. Không còn sức sống đi nữa. Bây giờ tớ đằng nào cũng đang nóng. Mà tớ còn một chai nước ở đây để tớ lấy ra tớ uống hết. Ừ, tớ cũng có một chai nước ở đây. Hợp lý quá nhỉ, tớ cũng phải uống nước. Ê này, đừng có uống một ngụm như thế. Tại vì sao? Tại sao? Cậu có biết là khi uống nước mình phải uống từng ngụm không? Từng ngụm á? Bởi vì nếu như mà uống liên tù tì chai nước như thế thì máu chúng ta sẽ bị loãng. Từ đấy thì chúng ta sẽ bị đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi. Sao cậu không nói sớm? Ai biết đâu. Tớ thấy máu bắt đầu loãng loãng rồi. Thôi, cậu có ổn không đấy? Đầu bắt đầu hoa mắt. Không trụ được nổi nữa rồi. Thôi bình tĩnh. Các cậu ơi, các cậu ơi, tớ ngất đây. Cậu đừng ngất, cậu mà ngất ở đây thì bọn tớ không khiêng về được đâu. Thôi, dậy đi Tinh Anh. Đúng ơi, ngất rồi, khiêng tớ về. Vừa rồi là tình huống dã ngoại của chúng ta. Và bây giờ sẽ là câu hỏi. Hãy tìm những chi tiết đúng mà chúng ta nên thực hiện trong tình huống vừa rồi. Đầu tiên, bị lạc nên một mình chạy lên tìm đường. Thứ hai, các thành viên cần đi sát bên nhau. Thứ ba, nóng thì cởi áo ra cho đỡ sốt. Thứ tư, trèo lên điểm cao để quan sát xung quanh. Thứ năm, khát thì uống một hơi cho hết chai nước. Và thứ sáu, cần tiết kiệm nước uống. Ba mươi giây suy nghĩ và trả lời đã hết. Tớ chọn phương án số 4 và phương án số 6 vì nếu chúng ta đứng ở dưới mặt đất và nhìn thì sẽ bị những ngọn núi cao ở trong rừng che khuất và không thể nhìn thấy được ở những hộ dân ở trong gia đình ở trong rừng hoặc là
những nhóm lửa trại của người lớn. Côn trùng ở trong rừng nhá, rất là độc. Nếu mà đốt vào chúng ta, lỡ may chúng ta bị nhiễm độc thì chúng ta sẽ không còn sức lực nữa, đúng không? Chúng ta phải tiết kiệm nước vì làm sao? Không phải nước ở trong rừng là lúc nào chúng ta cũng có thể uống được và không biết là có sạch hay không. Cho nên là chúng ta cực kỳ phải tiết kiệm nước để làm sao để chúng ta có thể sinh tồn cho đến lúc mà có thể thoát ra được cái khu rừng đó. Và bây giờ sẽ là đáp án đúng của chương trình. Xin mời đáp án. 2 4 6 Mỗi bên sẽ được 1 điểm. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn sĩ tử sẽ đến với tình huống tiếp theo. Diệu ơi, Diệu bay cao. Diệu ơi, Diệu bay lên. Lên, lên. Bố ơi, vui quá. Sau bao nhiêu tháng ngày ở trong nhà vì Covid, mãi không được đi thả diều, vui quá bố ơi. Đưa đây, tịch thu, tịch thu. Cũng mới chơi về mà. Đưa đây. Thôi, đừng liên kiên nữa. Bây giờ vào trong nhà, dọn đồ đạc đi. Không tí nữa mẹ về à, thấy đồ đạc ở trong nhà bừa bộn là kiểu gì á, cũng không cho bố con mình đi thả diều đâu nhá. Con dọn xong tuần sau bố lại cho đi nhá. Tất nhiên. Dọn thưa sếp. Bố ơi, bố bị làm sao đấy? Ôi. Bố quấn dây cước nhanh quá, bị quấn vào tay, đứt tay rồi. Trời ơi, nghĩa là bố đi dọn nhà có phải hay hơn không? Bây giờ nhá, bố cho tay, cho vào mồm, bố mút mút đi. Đấy là cách mà nhanh nhất để cầm máu đấy, bố cho tay vào mồm mút đi. Trời ơi, không không được. Đây, tay toàn vi khuẩn thôi. Mà cho tay mút vào nhiễm trùng nặng hơn thì làm sao? Cho tay vào mồm nhiều vi khuẩn lắm, làm sao mà được? Bây giờ phải làm cách nào? Làm cách nào bây giờ? À, đúng rồi. Bố cho tay vào ngăn tủ lạnh, trong đấy á, nhiệt độ hơi bị thấp luôn, cho vào đông cứng lại, không bị đau nữa. Đúng rồi, ngày xưa bà với mẹ vẫn hay dùng cách này. Lấy kim chỉ đi bố, để con khâu lại cho. Con khâu chắc cực, khâu xong nó là máu không chảy ra nữa luôn. Ôi, đau lắm. Bây giờ nói cách nào bố tớ cũng không chịu ý. Ra rồi. Bây giờ nhá, máu chảy như này, bố chỉ việc dùng tay bố bóp lại. Bóp cái gì? Bóp cái miệng. Dùng tay bóp miệng, đây đang bóp miệng. Bóp miệng máu vẫn chảy. Bóp miệng vết thương. Bóp miệng vết thương. Bóp miệng vết thương. Miệng đây. Đúng rồi. Bóp. Bố bóp đi không máu chảy nãy giờ. Đấy, một tí nữa là máu sẽ hết thôi. Các bạn ơi, các bạn hãy giúp bố tớ tìm ra cách tốt nhất, hiệu quả nhất để chữa trị vết thương khi mà bị máu chảy nhá. Cách nào sau đây sẽ giúp cầm máu nhanh nhất khi bị đứt tay? Đáp án A, cho tay vào tủ lạnh. Đáp án B, ngậm vết thương trong miệng. Đáp án C, lấy kim chỉ may vá để khâu. Và đáp án D, dùng tay bóp chặt vết thương. Có quyền trợ giúp 50-50 không ạ? Không có đâu. Đúng chữ D. Bên đội này là rất thắng ta. Là ghi là D, not O. Tớ nhớ nghe nói là những cái bạn mà thích gọi là trạng cao lớn là rất là thích vận động chân tay. Nhưng mà cũng có những cái hình thức mà trông rất là nhẹ nhàng uyển chuyển như là yoga nhá. Tớ đố có biết đấy có một là một môn thể thao không? Nào bạn đứng lên nào. Tớ vào đây, cho tớ xem được nhá. Đúng của chương trình. Đáp án C. Và như vậy mỗi bên sẽ được 1 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với kỳ thi đêm.
Ở phần thi này, bình thường các bạn sĩ tử sẽ phải trải qua một phần thi hết sức là gay cấn, hết sức là căng thẳng. Nếu con là một nghệ sĩ xăm hình và được yêu cầu xăm một hình ý nghĩa trên người của Derek và bố, thì con sẽ xăm hình lên cha của Derek, lên người của Derek để Derek không bao giờ quên người cha của mình. Và khi Derek lớn lên, mỗi khi mà nhớ cha thì Derek có thể mở ra để nhớ đến cha. Bố mẹ mình không còn là những người trẻ trung nữa. Vì thế, để giúp đỡ bố mẹ, mình sẽ cố gắng giúp bố mẹ việc nhà, quan tâm chăm sóc bố mẹ. Em chỉ có một câu muốn nói với bố mẹ. Con yêu bố mẹ rất nhiều. Cảm ơn bố mẹ. Trên tất cả mọi thứ, tình bạn là điều đáng quý nhất. Các bạn nghĩ người bạn thân của chúng ta là để chơi, nói chuyện cùng. Nhưng trong câu chuyện tôi vừa nghe thấy, hai vận động viên Abby DiAgostino và Nikki Hamblin dù không quen biết nhau nhưng vẫn giúp đỡ nhau. Đó là một tình bạn rất đáng quý. Lúc đó, trong lòng em thấy thương yêu bác và em nghĩ chúng ta cũng phải tôn trọng bác nếu mình muốn bác tôn trọng mình, mặc dù bác ấy khó tính. Có hôm, em nghe thấy có vài bạn nói xấu bác ấy và em cảm thấy rất tức giận trong lòng. Em học được trong sách tiếng Việt là người nào cũng đáng được coi trọng và chỉ những người không làm gì cho xã hội mới đáng bị coi thường. Cả tâm huyết của con dồn hết vào việc con có thể phát minh ra các cỗ máy, dụng cụ để làm sạch rác. Ai cũng có một ước mơ, một khát vọng. Tôi có một khát vọng, tôi muốn trở thành một nhà văn, một con người có ích cho xã hội. Tôi muốn truyền cảm hứng yêu thiên nhiên, yêu con người và đặc biệt là yêu đọc sách. Hai chàng của chúng ta sẽ có nhiệm vụ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để cổ vũ tinh thần các bạn sĩ tử. Chính vì thế, ai sẽ chuẩn bị được tiết mục văn nghệ hay hơn, người đó sẽ giành chiến thắng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần song ca, nhưng mà là của hai đội khác nhau. Đấy là đội Minh Quân và đội Thanh Sơn. Hai đội Minh Quân và đội Thanh Sơn, xin mời hai bạn. Cả ngày chỉ nhìn vào sách vở, con không thích bài tập về nhà, nhưng không làm thì bị nhắc nhở. Con thích xem phim hoạt hình, nhưng mà 6 giờ mới có. Ở lớp lần là được xem, toàn là mấy bài toán khó. Ở nhà con chơi bởi bắt, ăn hết cơm không để mẹ nhắc. Ở nhà không bị đường tắc, không còn thấy tiền học bị đắt. Mẹ ơi không thích học thêm, đón con nhiều chỉ thấy mệt thêm. Không thích kính mọc mặt lên, sau giờ học vẫn bị đọc tên. Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi, đáng lẽ con được đi chơi. Học cả ngày con mệt lắm rồi, học thêm nữa sẽ bị dở hơi. Nên là mẹ ơi, cho con buổi tối nghỉ ngơi. Con không thích học thêm gì hết, chứ trong đầu con cứ bị rơi. Na 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 na. Na 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 na. Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi. Qua rồi mà đúng không? Cứ đọc thôi, rap là chơi. Nếu mà không đọc được thì đọc tiếp. Đừng dừng lại lớp trưởng ơi, đọc tiếp đọc tiếp đọc tiếp đi. Yeah 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 yeah. Hôm nay chưa chặn nguyên lý, đến đoạn rap thì hơi bị bí. Bạn nào giúp tớ lên đọc rap để tớ ngồi xuống đấy tí. Mệt lắm rồi. Wow, good job, amazing. Sao mà nó lại khó thế nhở? Tớ thì là trạng học nhanh chứ tớ chưa bao giờ là rap nhanh cả. Này, tớ không sao. Tuy là phần trình diễn nó không được mượt mà cho lắm, không được suôn sẻ cho lắm, nhưng mà cái điểm cộng ở đây đấy là tinh thần. Cái thần thái của hai bạn rất giống một rapper chuyên nghiệp. Nào đó. Mà mình chưa thể xác định được tên. Nhưng mà thôi bỏ qua cái chuyện tên tuổi ý, hay là cái sự chuyên nghiệp đi. Bây giờ chúng ta hãy chấm điểm tinh thần cho hai bạn này. Tôi không dám nhìn nữa. Ai đâu. Bình chọn cho rapper Minh Quân thì hãy gõ trống. Ai? Không rồi. Cho em mượn cái trống nha, em gõ các bạn ý được không? Ai sẽ bình chọn cho rapper Thanh Sơn? Tôi cũng tưởng là không có ai. Hôm nay chưa chặn nguyên lý, đến đoạn rap thì hơi bị bí. Bạn nào giúp tớ lên đọc rap để tớ ngồi xuống đấy tí. Mệt lắm rồi. Và sau phần thi vừa rồi chúng ta đã có kết quả. Người chiến thắng đấy chính là rapper Thanh Sơn. Cảm ơn tất cả các bạn.
Điều đó đồng nghĩa với việc đấy là tên Trạng học nhanh, không bị đổi tên thành Trạng rùa bò. Chúc mừng bạn. Vừa rồi là những phần thi hết sức vui vẻ và ý nghĩa dành cho các bạn sĩ tử. Còn bây giờ là những phần quà đặc biệt dành cho tất cả các em. Chương trình sẽ gửi tới các bạn mỗi bạn một cuốn sách. Xin chào và hẹn gặp lại.